Ngày 23 tháng 2 năm 2019, một tổ chức liên quan đến nhóm trí thức bất mãn trong diễn đàn xã hội dân sự là Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh đã tuyên bố ngừng hoạt động. Khi sự kiện này diễn ra, nhiều người đã liên hệ nó với việc ông Chu Hảo bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam hồi cuối tháng 9 năm 2018. Do nhóm trí thức điều hành quỹ Phan Chu Trinh và những cuốn sách truyền bá tư tưởng chính trị phương Tây mà họ hỗ trợ in ấn từng có vai trò dẫn dắt dư luận phi chính thống ở Việt Nam. Nhiều bộ phận của dư luận này đã bày tỏ sự tiếc nuối sau khi đọc thông báo ngừng hoạt động. Ở chiều ngược lại, Phạm Đoan Trang và nhiều gương mặt chống đối cực đoan khác đã viết bài công kích các hoạt động và khuynh hướng chính trị của quỹ Phan Chu Trinh. Trang tuyên bố rằng, vụ việc này cho thấy những nỗ lực hoạt động dân sự, civil society, mà phải theo tinh thần dựa trên luật pháp Việt Nam hay nói thẳng ra là phải đăng ký với nhà nước là con đường đi vào ngõ cục. Trang cũng kêu gọi quỹ Phan Chu Trinh nói riêng và trí thức Việt Nam nói chung là hạng phò chính thống, hèn, không hề có tư tưởng chống độc tài, danh lấy tự do, xây dựng dân chủ, vì họ chỉ là những việc, vì họ chỉ làm những việc mà độc tài cho phép. Sau khi phủ nhận khuynh hướng hoạt động hợp pháp dưới vỏ bọc khai dân trí mà quỹ Phan Chu Trinh đại diện, Phạm Đoan Trang bắt đầu tìm cách Lấp khoảng trống mà quỹ này để lại trong thị trường sách vở, văn hóa ở Việt Nam Ngày 1 tháng 3, Trang và Nguyễn Vy Yên nói với BBC rằng Sau khi quỹ Phan Chu Trinh đóng, giới chống đối nên thành lập các nhà xuất bản và doanh nghiệp xã hội không có giấy phép Để xin tiền tài trợ nước ngoài, rồi bí mật in ấn, lưu hành những cuốn sách có nội dung chống chế độ Sách chính trị bình dân của Phạm Đoan Trang và nhóm tinh thần khai minh của Nguyễn Vy Yên Được nêu như những ví dụ tiêu biểu cho các hoạt động mà họ đề nghị vào các ngày 4 và 8 tháng 3, đoàn Trang liên tục kêu gọi dưới bất mãn cùng Trang soạn sách, sáng tác văn chương để chống chế độ. Theo mô tả của Trang, thì người viết nên khai thác các chủ đề thời sự, thể chế nóng hổi, viết về những số phận đau khổ và ưu ức trong xã hội, hoặc ghi lại các vấn nạn và tội ác của chế độ để người đời sau đọc. Hai nick Nguyễn Đan, Nguyễn Thanh Nhã được Trang tắt vào phần comment của Boss. Qua viễn cảnh mà Phạm Đoan Trang vẽ ra có thể thấy những sách trang soạn sẽ mắc hai khuyết điểm. Thứ nhất, do quá tập trung vào tính thời sự. Chúng là báo chí thay vì là kiến thức, nghệ thuật và sẽ bị lỗi thời, bị quên lãng sau khi giai đoạn này qua đi. Thứ hai, chúng thiếu tính khách quan, đa chiều và khoa học vì được soạn để làm tài liệu tuyên truyền chống chế độ thay vì để phản ánh sự thật. Thứ ba, chúng sẽ chỉ lưu hành trong giới dân chủ Việt Nam trong khi đa số đắc giả và độc giả của cộng đồng này vừa giúp, vừa thiếu tôn trọng, thiếu kiến thức. Chính Đoan Trang đã thể hiện thái độ thiếu tôn trọng kiến thức này khi tổ chức đấu tố các thành viên cao tuổi, có bằng cấp, có thành tựu trong ngành xuất bản của quỹ Phan Chu Trinh, chỉ vì họ khắc trang về quan điểm chính trị.